Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Trước khi đi vào câu chuyện ngày hôm nay, chúng tôi uh, xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Liên lạc điện thoại rồi email quá nhiều. Và khen cũng có, chê cũng có. Trong đó có một vị khán giả chê làng riêng Đại Hải đọc cái chữ gọi là Cook Hillary là sai, mà phải đọc là kịch Dạ thưa với quý vị đó Dương Đại kể từ, từ ngày mà sống bằng nghề dạy văn chương Anh vào khoảng 60 năm nay Tức là từ thập niên 50 tôi đã bắt đầu dạy Anh Văn và Pháp Văn Văn chương Pháp thì tôi đặc biệt về cái thời La Renaissance Tức là cái thời phục hưng của văn chương Pháp Với những loại ký tác giả như là Clément Mareau hay là Ronsa vân vân còn văn chương Anh thì dạy đặc biệt là loại văn chương của John Steinbeck và James Hemingway. Còn nói về vấn đề crook về văn phạm thì tôi nếu tôi nói sai thì quý vị sửa. Ngay từ hồi uh, mới học ra trường để mà dạy anh văn cách đây 63 năm thì tôi đã học được rằng là cái chữ uh, ED nó có ba lối đọc. Cái lối đọc thứ nhất là nó đọc là tở có nghĩa là giống như cái âm thanh của chữ T thì gồm có bốn chữ đó là chữ ad mà sau những cái chữ f chẳng hạn là chữ roof hay là stuff stuff tức là nhồi ăn mà ăn một cách nhồi vào cho nó no bụng cái nó gọi là stuffing thì cái quá khứ của nó là stuff và chữ ad thì cái đó đọc như là t bởi vì chữ ad đứng sau chữ f đọc là stuffed tức là chữ t Xe xong rồi tới chữ k chẳng hạn như là chữ um, rick nó giống như âm thanh của chữ K như là chữ Cooked tức là ED mà đứng sau chữ K thì đọc, đọc nó như là âm thanh T Cooked chứ mà là Cooked mà cũng không phải là Cooked No Rồi bốn chữ là F K rồi P đó chẳng hạn như là chữ Start không đọc là stop it mà đọc là stop vì nó đứng sau cái chữ p và đứng sau hai chữ s nó cũng đọc như là t stressed chứ không đọc là stress đó là bốn chữ mà chúng ta đọc cái chữ ed nó giống như là âm thanh của chữ t rồi nên cái thứ nhì là ngoài những chữ đó ra thì đọc âm thanh nó như là chữ d chẳng hạn như là chữ uh, collect thì cái đó là chữ T rồi collected tôi đọc luôn là hai chữ ED mà sau chữ D và chữ T thì mình đọc như là chữ ít <laughs> như là wanted tôi đã muốn thì cái chữ ED nó sau cái chữ T thì đọc là ID needed đó là cần đã cần thì chữ ED nó sau chữ D là chữ need là cần quá khứ của nó là needed rồi những chữ khác chẳng hạn như là chữ CH Đó cũng đọc theo như chữ T Còn những cái chữ bình thường khác chữ B, chữ C vân vân Thì đọc như là chữ giờ Cho nên thưa với quý vị Đấy là điều mà Dương Đại học cách đây 65 năm về trước Trước khi ra đời đi dạy kiếm cơm bằng nghề anh Văn Rồi nếu quý vị thấy có gì sai thì xin sửa còn nếu mà chữ cúc mà quý vị bảo đọc là cúc kịt thì thứ cái đó là sai Xin cảm ơn quý vị nhiều Và chúng tôi cũng xin cảm ơn ông Tân Ở Hội Thánh Sao B lại gọi, gọi điện thoại và nhắn nhủ anh em Khi ra đi và họp vào cái ngày 30 tháng 4 Ở trên Hoa Thịnh Đốn Những cái lời nhắn nhủ rất là tâm tình Tôi xin cảm ơn quý vị Rồi ông Lương ở Florida, ở Orlando cũng là về thăm Cali mà đã mời gặp anh em đó là một cái điều rất đáng kích lệ cho nên kính thưa quý vị Chúng ta có câu chuyện đầu tiên của hôm nay là câu chuyện liên quan đến Obama Obama là một con người phải nói thẳng độc tài nhất trong các ông tổng thống Mà ít người để ý hoặc là ít người không dám nói tới Tại sao gọi Obama là một anh chàng da đen mà lại độc tài Đúng Anh ta vớt vát và anh ta nghĩ rằng mọi người phải chiều, phải theo Bằng chứng là anh ta làm việc không cần qua quốc hội rồi gặp cái thứ quốc hội chết nhát, toàn những cái nhượng cỡ như là Pelosi hay là Schumer, những cái tên nghị gật ăn mà ngủ chỉ có vâng lời thôi, cho nên là Obama qua mặt như chúng tôi đã có lần thưa với quý vị, không có một tổng thống nào đem một ngàn triệu đô la cho một tổ chức khủng bố ngoại quốc mà không thèm qua quốc hội, đó là Obama anh ta cho 1.500 triệu cho cái tổ chức khủng bố mọi người đều biết đó là khủng bố gọi là Muslim Brotherhood là một cái nhóm huynh đệ chi binh của hồi giáo ở bên Ai cập không thèm qua quốc hội và quốc hội Imru quốc hội cộng hòa cũng như là quốc hội dân chủ thế thì có nhiều người hiểu biết thì bảo rằng là ô oh, tại vì tập cẩm Bình nó đã, đã cho tiền cho mấy anh chàng nghị gật cho mấy chị nghĩ gật cả cộng hòa cả dân chủ cho nên các anh không dám hói hé chứ có ai cấm cả đảng cộng hòa tố đâu quý vị thấy không thế mà dân chủ không tố bảo nhau cứ việc lờ đi để cho tổng thống gia đen obama làm ma làm chuột gì cũng được chưa đủ anh ta còn lấy cả một năm trăm triệu đúng rồi một trăm năm mươi tỷ quý vị thấy không mà một tỷ là một ngàn triệu mà 150 tỷ tức là 150.000 triệu đô la Công khai nhờ mượn phi cơ của Thụy Điển Của một quốc gia trung lập Chở tiền tươi qua bên Iran Để cho cái tụi gọi là Iran mù quáng Do anh chàng già chiến sĩ Hồi giáo Khamenei Chi tiền và nuôi các tổ chức khủng bố của thế giới Trên 70 tổ chức đó là có nhiều dư luận cho biết là Iran bây giờ đang ủng hộ đến 70 tổ chức mà trong đó chính là có Syria rồi uh, Mujahideen, rồi Hamas của Palestine vân vân Obama làm việc không cần có quốc hội cái đó không phải là độc tài à mà quốc hội không nhắc tới Thưa hỏi Donald Trump bây giờ lấy một triệu đô la cho nước này cho nước nọ mà không hỏi quốc hội Quốc hội có chịu không? Chỉ có cái vấn đề gọi là lấy tiền của quốc phòng ở những cái nơi mà không cần thiết hoặc là chưa cần thiết để mà áp dụng làm vấn đề xây tường biên giới mà quốc hội đã nhau nhau lên chửi. Cho nên chúng ta thấy Obama là một tay đại độc tài của chính phủ Hoa Kỳ kể từ ông Tổng thống George Washington đến bây giờ. Và đây là cái lời nói của ông Donald Trump nói rằng là General Flynn lied to the FBI and his life is destroyed. Đấy như chữ AD Đây phải đọc that giống chữ that bởi vì chữ AD nó đứng sau cái chữ I said that I said đọc I cook it. Cooked, đọc giống như chữ T, bởi chữ that I said that nó sau chữ K crooked Hillary Clinton on that now famous FBI holiday interrogation with no swearing in and no recording. Hillary chuyên môn là nói láo mà FBI cũng không bị phạm tội gì hết. Mà trong khi anh chàng Michael Flynn là một vị trung tướng của quân đội Hoa Kỳ được Tổng thống Donald Trump đề cử làm cố vấn an ninh quốc gia mà chỉ có nói láo với FBI thôi. Mà quý vị biết nói láo cái gì không? Láo cái chuyện rất bình thường. Cái ngày mà ông ta gặp gỡ với phái đoàn của Nga Xô, của nước Nga, ông ta nói không đúng. Có thế thôi, mà đảng Dân Chủ đã ép ông ta là một tay nói láo thì không đủ tư cách làm cố vấn an ninh cho Tổng thống và phải từ chức. Làm cho cuộc đời của ông ta tiêu tan. Một vị tướng tài ba, một người có tài. Mà chỉ vì nó nói sai cái ngày mà gặp phái đoàn của Nga. Gặp một luật sư của Nga. Trong khi mụ Hillary, chúng ta gọi là mụ đúng rồi, mụ cũng già rồi. Năm nay mụ cũng ngoài 70 rồi. Xạo can không nổi. Mở miệng ra là nói láo nói láo với FBI, nói láo với quốc hội. Nguyên cái chuyện mà mũi xóa đi 33.000 email. Thế mà yên là vì sao Obama đứng đầu? Obama là tổng thống, trong khi bộ trưởng tư pháp lại là Eric Holder, cũng là một anh da đen. Thay thế bằng chị Loretta Lynch cũng là một tay da đen. Obama ra lệnh cấm, không ai tố giác Hillary. Một cái chuyện như thế mà lại bảo rằng là dân chủ ở chỗ nào. Cho nên Obama là một tay độc tài có quyền phán xét. Bảo đi là đi, bảo đứng là đứng, bảo ngồi ngay cả cái bọn truyền thông của Hoa Kỳ. Chúng ta không dùng những cái chữ thổ tả, chúng ta không dùng ba chữ bình thiểu. Chúng ta dùng cái chữ gọi là cái bọn truyền thông lưu manh của Hoa Kỳ. Trong đó có báo chí như là tờ Washington Post Trong đó có báo chí như là New York Times Như là tờ LA Times Như là tờ USA Today Rồi có truyền thông như là vấn đề truyền hình NBC ABC, CBS Đặc biệt là CNN Tại vì chúng nó ăn tiền hết của Trung Cộng Của Tàu Cộng Để chúng nó ngậm miệng ăn tiền Nó không tố Obama Mà nó chỉ có tố Donald Trump. Quý vị thấy chứng tỏ là sao? Vì cái quyền của Obama và cái mãnh lực đồng tiền của Tập Cẩm Bình làm cho cái bọn truyền thông này câm và cái bọn quốc hội mê tiền này nín để cho anh chàng gia đen Obama múa gậy vườn hoang, không ai nói gì. Quý vị tìm trong lịch sử của Hoa Kỳ đi, 45 ông tổng thống có ông nào dám một mình đem 150 tỷ đô la cho một quốc gia khác mà không cần đến quốc hội không? Mà cả nước Mỹ này câm không? Tôi nói như vậy để những người nào bênh đảng Dân Chủ, những người nào bênh truyền thông của Mỹ, mở miệng đi. Rồi Donald Trump là một người nói rất đúng. Mình nói hai sơ, hai nhân vật. Michael Flynn là một ông tướng cố vấn của Donald Trump. Với lại mụ cook chứ không phải Crooked Hillary Lưu manh, Mà vẫn nhờ nhơ Đấy như trong câu chuyện ngày hôm qua Chúng tôi thưa với quý vị Chính cái mụ crooked là cái mụ lưu manh Hillary này Mụ lấy tiền của Mỹ cho chồng mụ 4 năm lấy 16 triệu đô la Mà tên này vẫn ăn làm gái Mà không làm gì cả Thế mà quốc hội Mỹ cũng không nói gì Báo chí truyền thông Mỹ cũng câm thế thì quý vị thấy rằng là phải công nhận Obama là một tay độc tài mà độc tài khét tiếng vì nhờ những cái đồng tiền sau lưng của tập cẩm bình. rồi một điểm nữa ông Donald Trump cũng còn nói rằng là many people in the country are asking what the Justice Department going to do about the fact that totally crooked Hillary after receiving a subpoena from the United States Congress, deleted, cái này phải là đọc là deleted, vì chữ AD nó sau chữ T, deleted and admit washed 33,000 email, no justice. Tổng thống Donald Trump sau khi mà có biết được câu chuyện Hillary, nó xóa hết 33.000 cái email, nó đập hết bốn cái telephone, sáu cái telephone của Bộ Ngoại giao mà không việc gì hết, Obama cầm, Loretta lên cầm, báo chí cầm, truyền hình cầm, thì tổng thống nói một câu đó là nước Mỹ không có công lý. Vì thế cho nên đảng dân chủ thua. Quý vị thấy chưa? Người dân Mỹ người ta hay người ta phản ứng bằng cái gì? bằng cái lá phiếu. Các anh các chị bây giờ làm cà chớn họ lờ. Đến năm 2020 họ sẽ trả lời rõ ràng. Và thưa với quý vị, lúc bây giờ tổng thống vẫn là Donald Trump mà dân chủ sẽ không còn cơ hội để mà tố là Nga dính vào vấn đề bầu cử lần thứ hai. Bởi vì mọi người đều biết rằng ý dân là ý trời của một quốc gia tư bản đích thực như Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.